chào các bạn, mình tên là Mai Quy. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách phân biệt các cây lan hiện có thông dụng trên thị trường. Thì hiện tại bây giờ mình đang cầm trên đây là những cái dòng giả hạt. Thì là chúng ta có thể phân biệt những cái giả hạt như sau. Coi nè. Đây là cây, hai cây dòng giả hạt. Đây là cái giả hạt rồng đỏ. Cái này là giả hạt năm cánh trắng, hồng hồng. Thì chúng ta thấy nhìn sơ qua thì nó giống nhau, nhưng mà nó có những điểm khác nhau như sau. Thứ nhất là cây này thon ốm, cây này nó mập, nó bự ra đó. Đây là chúng ta thấy là cây này nó cũng giống nhau này không đó. Cây, hai cây này giống tên nhau thì nó thon ốm. Còn cái cây giả hạt rồng đỏ này thì nếu mà chúng ta thấy là đây đó. Đây là cũng mập với nhau nè đó. mập ốm ốm. Rồi chúng ta gờ cái cây này nó cứng cáp, mềm hơn, mềm mại, lá nó mềm hơn, thân nó mềm hơn. Và cây này nó sẽ phát triển cao dọc lên, còn cây này sẽ phát triển cao và nó mập ra. Đó thì chúng ta phân biệt. Ngoài ra chúng ta phân biệt cái lá nữa. Cái lá thí dụ nếu mà nhìn quen chúng ta thấy là đây, cái lá này nó lên xong nó bẻ cong xuống, lên xong bẻ cong xuống. Còn cái lá này á, nếu mà chúng ta thấy hai cây nó hơi khác nhau xíu. Đó. Cái lá này nếu mà nhìn thấy không, lá này bầu hơn nè, bầu tròn, còn lá này dài suông, ít cong hơn. Thì cái cong này cũng không quan trọng, cái quan trọng là cái lá này nó cứng, lá này nó mềm, lá này nó bầu tròn, lá này nó dài, nó suông ra, thân cũng vậy, mềm hơn cái lá cây bên đây. Thì chúng ta phân biệt hai cái cây này nó khác nhau, nếu không ban đầu có thể tưởng là giống nhau.